Đó là một đêm bão tuyết mịt mù, gió lớn thét gào như cứa từng nhát dao vào nền trời khắc nghiệt. Xin Chúa, làm ơn hãy để đứa bé bình an ra đời. Từ xưa đến nay, mỗi đứa trẻ ở tộc Hồ Ly khi được sinh ra đều mang trong mình một con số thần số học. Con số này gắn liền với số đuôi của chúng, quyết định sức mạnh và phần nào tính cách mà chúng mang theo cả đời. Tại sao lại là một đuôi? Bé con à, con khác thường như vậy, tương lai biết làm sao bây giờ? Đứa bé vừa ra đời là Ari. Năm Ari 10 tuổi, lần đầu tiên cô thấy trừ mẹ thì một ai đó có hình hài giống mình xuất hiện. Đó là Erin, tộc trưởng hiện tại của Vương quốc Hồ Ly. Thế nhưng mẹ của Ari thì dường như không thích thú gì cuộc hạnh ngộ này. Vô ích thôi, chỉ cần hai mẹ con nàng chịu quy hàng, ta sẽ đảm bảo an toàn cho nó. Không đời nào ta chấp nhận tình ác ma săn lùng đuôi nguyên tố như ngươi. Tộc băng diệt tộc là tại ta. Tại ta. Vậy nàng định sẽ làm thế nào? Cuối cùng, để bảo vệ Ari bé nhỏ, mẹ cô đã phải hy sinh những chiếc đuôi xinh đẹp của mình. Còn bản thân bà thì tạo ra bão tuyết để cuốn bay tên ác ma độc ác. Đó là lần đầu tiên Ari biết thế nào là nỗi đau. Cô trở thành trẻ mồ côi với một chiếc đuôi dị dạng. Ari quyết định xuống núi xin trợ giúp để trả thù cho mẹ mình. Kinh đô phồn hoa thật lạ lẫm biết bao trong mắt cô gái nhỏ. Ở vương quốc thần số học Hồ Ly có đến 9 chủng tộc cùng sinh sống. Mỗi con số lại gắn với tính cách và vận mệnh khác nhau. Hồ Ly lửa ba đuôi được biết đến với sự hoạt bát và sôi động. Thảo Hồ Ly bốn đuôi đáng tin cậy và Thủy Hồ Ly tám đuôi giàu tình cảm, khá hòa hợp với nhau. Trong khi đó, Nham Hồ Ly sáu đuôi cùng Phong Hồ Ly năm đuôi thì lại đua ganh để chứng minh sức mạnh của mình. Hồ Ly sắm bảy đuôi, vốn nổi loạn, không theo quy tắc thì thích tách biệt một mình. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Hồ Ly ánh sáng 10 đuôi ngoại giao tốt đứng ra hòa giải. Tộc Hồ Ly băng hai đuôi nhạy cảm, mềm yếu sau một sự cố để diệt tộc. Chỉ còn duy nhất Ari là truyền nhân cuối cùng. Gì chứ? Băng tộc nhưng lại một đuôi? Thật dị dạng. Không ai nghe cô hết cả, vì trong mắt họ Erin, trưởng tộc bóng tối chín đuôi, là người vô cùng trách nhiệm. Rơi vào đường cùng, Ari lẩn trốn trong khu ổ chuột để ấp ôm hy vọng trả thù vào một ngày nào đó. Năm tháng qua đi, dáng vẻ yếu đuối ngày nào của Ari đã bị hiện thực tàn khốc bào mòn. Cô thậm chí được tôn thành vua của những kẻ lang thang bậm trợn. Cơ hội trời cho cuối cùng cũng đến. Năm đó Erin mở cuộc thi tuyển chọn một đội cận vệ riêng. Lớn lên ở khu ổ chuột, suốt ngày quanh quẩn đánh đấm tranh giành quyền sinh tồn, Ari thoạt đầu rất tự tin rằng mình không có đối thủ. Cho đến khi cô gặp Ember, hồ ly lửa. Ta sẽ không nương tay đâu đấy nhé. Xin mời. Ari nhận ra vì được nuôi dưỡng và học hành bài bản, kỹ năng của Ember tốt hơn đứa trẻ mồ côi như cô. Tuy kết quả hòa nhau, cả hai cùng đi tiếp, nhưng thực tế Ari đã mất sức nhiều. Điều làm Ari tức giận nhất chính là xung quanh Ember luôn có những đồng đội yêu quý và ủng hộ cô ta, điều mà kẻ cô độc Ari không thể nào có được. Thôi nào, được đi vào trong là tốt rồi. Kệ cô ta đi. Đúng vậy,
cậu sắp được gặp ngài Eren như ao ước rồi nha. Mâu thuẫn đi đến đỉnh điểm khi Amber nhận ra Ari không có một chút kính trọng nào dành cho người thủ lĩnh mà cô ngưỡng mộ. Thế nhưng thật trớ trêu, họ lại được ghép nhóm chung để cùng thực hiện nhiệm vụ. Dù là kẻ thù không đội trời chung, tuy nhiên Amber vào thời khắc then chốt đã ra tay cứu giúp Ari, bỏ qua các khúc mắc. Chẳng phải các cậu rất ghét tôi sao? Phải, nhưng chúng ta là một đội, và chắc chắn cậu cũng có lý do riêng. Chúng ta chỉ là chưa hiểu nhau. Tôi không biết cậu và ngài Eren xảy ra chuyện gì. Còn tôi, năm đó ngài ấy đã cứu gia đình tôi, nên đối với tôi ngài ấy vô cùng tử tế. Đó là cậu chưa biết sự thật về hắn ta thôi. Đúng vậy. Đúng sai hãy cùng gặp ngài ấy để làm rõ. Có thể cậu sai, mà cũng có thể tôi sai cũng nên. Địa điểm diễn ra chung kết chính là đỉnh núi băng năm xưa. Lạ thật, những nhóm khác đâu rồi? Tức là chúng ta đến đầu tiên chứ sao? Để tụi tôi đi khảo sát trước. Điều họ không thể nào tin được là người tộc trưởng oai hùng Eren giờ đây đã thay đổi. Không! Đừng manh động! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tên ác ma đó tìm cách cướp đoạt đuôi của các hồ ly để luyện phép thuật bất tử. Cuộc thi này chỉ là cái cớ mà thôi. Tại tôi, tất cả tại tôi không tin cậu. Ủy mị lúc này không có tác dụng đâu Amber. Chúng ta cần tiêu diệt hắn và phơi bày tội ác để đòi lại công bằng cho bạn bè. Khi đã bình tĩnh lại, Amber và Ari nhận ra sức mạnh của hồ ly chính đuôi Eren là bóng tối. Tức là thời điểm mà hắn yếu nhất là khi mặt trời đầu ngày xuất hiện. Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Sợi dây gắn kết giữa hai cô nàng hồ ly từ giây phút ấy bền chặt hơn bao giờ hết. Giống thông thuộc địa bàn núi tuyết nên Ari giữ vị trí đánh lạc hướng Eren. Chà, cô bé của ta đã lớn đến vậy rồi. Ta biết ngươi sẽ quay lại. Thật giống mẹ ngươi. Ngươi không có tư cách nhắc đến bãi. Chỉ thế thôi hả? Ngươi vẫn yếu đuối như vậy thôi. Ari không có ý định đánh nhau trực diện. Cô xoay bỏ chạy để cố kéo dài thời gian và dụ Eren rời xa trận pháp. Khi cơ thể của Ari gần như không thể nào lì lợm chịu đựng thêm được nữa, một ánh sáng đầu ngày lóe lên. Thời điểm họ chờ đợi đã đến rồi. Không chần chừ, Amber lúc này lao với tốc độ khủng khiếp về phía trận pháp đang yếu dần đi của Eren. Nhưng họ đã đánh giá quá thấp tên hồ ly gian ác này. Chúng ánh sáng mong manh chưa đủ để đưa hắn vào thế bí. Biết sự chẳng lành, Ari hốt hoảng giải vây cho bạn. Tuy nhiên không kịp nữa rồi, Amber cũng theo đám bạn của mình thành mồi cho trận pháp. Ari, cậu có thể làm được. Hãy thay tụi tôi sống tiếp. Không, không được. Ari đờ đẫn trước nỗi đau tột cùng mà khó ai có thể chịu được, chứng kiến những người thân yêu nhất rời bỏ ngay trước mắt mình. Sử dụng đuôi của hồ ly khác tộc chỉ khiến người quá quỷ như ta thôi. Thêm một đuôi, người có làm thế nào cũng không thắng được ta đâu. Không, ta không bao giờ trở thành thứ quái quỷ như ngươi.
không phải một, cũng chẳng phải hồ ly hai đuôi. Ngay khi chiếc đuôi đỏ rực của Amber chạm đến cơ thể, Ari biến đổi thành hồ ly 11 đuôi, con số của thần. Sự chống trả của Eren khiến hai luồng pháp thuật mạnh gia vào, hình thành một sự kết nối kỳ lạ. Linh hồn của mẹ Ari và Amber lần lượt hiện ra, tiến đến bên cạnh cổ vũ Ari. Mẹ, Amber, giữ chặt nó. Ari, con giỏi lắm. Đúng vậy, cậu không giống hắn, cậu là một hồ ly tuyệt vời. Mau tiêu diệt Eren. Nhưng nếu còn tiêu diệt hắn, mọi người cũng sẽ biến mất. Đừng lo, ta luôn ở bên cạnh con trên mọi nẻo đường. Nhận được câu trả lời, sức mạnh trong Ari trỗi lên gấp bội. Tên hồ ly độc ác Eren cũng không còn là đối thủ của cô được nữa. Các ngươi, ta sẽ trả thù. Sự kết nối phép thuật biến mất, nhưng linh hồn mẹ Ari vẫn nán ở lại. Đừng khóc, hãy tự tin vững bước, ta sẽ tặng con một món quà. Khi tuyết tan, món quà mà mẹ nói quả nhiên xuất hiện. Chúng tôi chưa bị Eren hấp thụ hoàn toàn nên vẫn quay lại được, chỉ tiếc là mẹ của cậu. Tôi biết chứ, thực ra thứ còn lại là ảo ảnh. Mẹ tôi đã hòa vào những bông tuyết rực rỡ từ lâu rồi. Cuộc chiến kết thúc, kẻ xấu xa bị trừng trị. Tộc hồ ly hân hoan đồng lòng tôn Ari và Amber lên vị trí chiến binh bảo vệ vương quốc. Từ đó họ cùng với tình bạn thiêng liêng dốc sức mình để bảo vệ cuộc sống bình yên. Yeah. Câu chuyện hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Mỗi lượt xem là một sự cổ vũ to lớn để chúng mình sáng tạo ra nhiều câu chuyện mới thú vị hơn. Đừng quên subscribe qua Fairy Tail để giúp chúng mình sớm đạt được 1 triệu subscribe nhé. Còn bây giờ, hãy chia sẻ với qua Fairy Tail cảm xúc của bạn khi xem câu chuyện ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập phim sắp tới. Lãnh đạo của nữ hoàng Vira, loài quỷ không còn là những chuyện độc ác nữa. Thú vị hơn, thi thoảng người ta lại thấy nữ hoàng ác quỷ và tổng lãnh thiên thần gặp gỡ nhau, như là hai tri âm tri kỷ thật sự. Mobius, cậu để tóc dài đấy hay sao? Vâng, tôi cũng không để ý đầu tóc của mình cho lắm. Cũng hợp với cậu đấy, ước gì tóc của tôi cũng được đẹp như vậy. Chà chà, tóc mới đẹp quá ha. Ai cũng khen hết, mà chỉ có mỗi nàng là không thôi đấy. Thôi thôi, tập trung vào đi kìa, đừng nói nữa. Ôi không, tác phẩm nghệ thuật của tôi. Tại sao trưởng làng lại chấp nhận cho hắn sống cùng ở đây chứ? Không thể chấp nhận được mà. Cậu biết, cậu ghét hắn ta sao? Hắn là quỷ, là kẻ đã lấy đi sinh mạng của cha mẹ tôi ngày trước. Chỉ hận không đủ mạnh mẽ để tiêu diệt kẻ như hắn ta thôi. Nếu như cậu có sức mạnh để trả thù, cậu sẽ làm gì? Tôi không muốn cho hắn một ngày nào yên ổn hết. Được, ta thích. Cái gì vậy? Không, không. Ta sẽ giúp cậu thực hiện điều mà cậu luôn mong muốn. Một cơ thể trai tráng khỏe mạnh thật là tuyệt vời. Hắn ta yêu quý con người, vậy ta sẽ cướp đi thứ mà hắn yêu quý, để con người không chấp nhận sự tồn tại của hắn ở đây nữa. Nếu chỉ nhắm tới hắn thôi thì tôi đồng ý. Tại sao ngươi lại chỉ nhắm tới lũ gia súc? Ta muốn ăn ngươi. Ta là con người,
ta sẽ không vì một tên quái vật như hắn mà hãm hại người khác đâu. Thế nên ngươi mới là đồ quái vật đó. Con người các ngươi với lũ súc vật có gì khác nhau đâu chứ? Kế hoạch của chúng ta là khiến người dân kinh sợ trước sự khát máu của hắn, đừng làm mọi việc phức tạp hơn nữa. Đồ yếu đuối, vậy mà đòi loại bỏ Mobius cơ đấy. Hiện tại ta chưa thể làm chủ được cơ thể này hoàn toàn, tới lúc đó ngươi đừng mong cản được ta. Ta biết ngươi nghĩ gì, không có cơ thể vật chủ là ta, ngươi có thể làm được gì chứ? Làm đi. Ê trời ơi, ông mau vào xem con thú gì đi, cứu lấy đàn bò của mình đi chứ. Ông mau vào xem đi. Cút đi, cút ra khỏi chuồng bò của ta mau. Cút. Quỷ, có quỷ. Ông tỉnh lại ngay cho tôi. Nè ông, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy. Trời ơi, cái ông này. Quỷ, quỷ. Tỉnh dậy đi. Có chuyện gì vậy mọi người? Đêm qua nhà của bác Sốt có quỷ tấn công, và sau đó bị bắt đi một con bê nhỏ. Và họ nói rằng đã nhìn thấy, nhìn thấy chàng. Ta làm sao có thể? Hôm qua ta còn chẳng ra khỏi nhà nữa cơ mà. Ta biết, nhưng họ khăng khăng rằng đó chính là chàng, với một dáng vẻ hung dữ và khát máu, cùng với một nụ cười ma quái nữa. Họ nói như vậy mà. Đúng thật mà, rõ ràng là hắn, không thể nhầm được đâu. Bác có chắc chắn đó là tôi không vậy? Đừng lại gần tôi nha. Mọi người bình tĩnh đi, đó không phải là tôi đâu. Chính là ngươi, tên quỷ độc ác cùng hàm răng sắc nhọn, làm sao tôi có thể nhìn nhầm được chứ? Răng nhọn, lại có ngoại hình giống mình hả? Chỉ có một kẻ có thể thay đổi được ngoại hình mà thôi. Kanagi, chính là hắn đó. Hắn là quỷ cơ mà. Bây giờ là bê là bò, ngày mai hết rồi sẽ tới lượt chúng ta đó. Mọi người bình tĩnh đi. Nếu đó là quỷ, tôi sẽ giúp mọi người tìm ra hắn ngay. Đúng là không tin tưởng gã này được đâu. Đuổi hắn đi đi. Không thể như vậy được, chính là ngươi mà. Chính ta đã nhìn thấy. Đúng vậy, rồi cút đi. Chúng tôi không để một con quỷ ở trong làng. Nàng giúp ta một chuyện, hãy chuẩn bị thật nhiều chuông đi. Chuông, giữ thứ đó để làm gì? Nghe ta, ta đoán được con quỷ đó là kẻ nào rồi. Chúng ta sẽ bắt được hắn. Được. Mọi người, tôi có cách chứng minh mình vô tội rồi. Ngươi có định giở trò gì cũng không được đâu. Nếu như trói tôi lại và giam giữ mà quỷ vẫn xuất hiện, chẳng phải có thể chứng minh đó không phải là tôi hay sao? Hơn nữa, nếu như mà tôi đi rồi, các người có thể xử lý được con quỷ đó hay sao chứ? Hả? Ngươi đừng có bày trò nữa. Hắn nói đúng, nếu như có một con quỷ khác, chúng ta chưa chắc có thể xử lý được. Nhưng mà trưởng làng, một thằng bé gầy gò như cậu có thể diệt quỷ hay sao? Được rồi, như vậy đi, Mobius sẽ được giam giữ tại đây. Chúng ta sẽ cử thanh niên trai tráng thay giao canh giữ. Nếu như cậu không chứng minh được, chúng tôi sẽ không mong chờ sự xuất hiện của cậu ở đây. Tôi hiểu. Được, cứ như vậy mà tiến hành đi. Mobius, đã mấy ngày nay rồi không hề có dấu hiệu của con quỷ đó. Mọi người đang ngày càng nghi ngờ chàng hơn nữa đó. Chàng phải cẩn thận. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Một khi hắn đã ăn, hắn sẽ chẳng thể nhịn đói tới ngày thứ 6 đâu. Hắn sẽ sập bẫy, nàng đừng lo lắng mà. Cái bẫy không gặp vấn đề gì chứ? Mọi nhà đều đồng ý sắp đặt hết rồi. Liệu nó có hiệu quả không chàng? Được chứ. Tên này là Kanagi, một con quỷ ký sinh. Hắn sống trên người vật chủ và tồn tại bằng cách ăn thịt sống. Điểm yếu của hắn là lửa và âm thanh rung đó. Đừng. Họ là những người bị hại. Họ chỉ cần một lý do để giải tỏa sự tức giận mà thôi. Hãy kiên nhẫn. Nhưng sức mạnh của thằng bé đó có chút kỳ lạ. Có điều gì đó không ổn rồi. Ta lấy bánh mì rồi còn gì nữa. Ta không nhịn được nữa. Tìm thức ăn cho ta. Không, chúng ta sẽ bị lộ mất.
Không, ta cần máu tươi và thịt. Ta phải ăn. Ta không nhịn được nữa rồi. Ta phải ăn. Chỉ một con thôi. Đó là thứ gì? Kẻ nào? Hả? Người đó cái gì vậy? Tên quỷ đã sập bẫy rồi, phải đi thôi. Chuyện gì vậy ta? Hả? Gã Mobius đi đâu rồi? Hả? Black, cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi bị mộng du nên tôi đi lạc tới đây thôi. Tôi hy vọng là như vậy thật. Ngươi chính là con quỷ đó. Ngươi mạo danh Mobius đúng không? Ngươi là người của Mobius. Ngươi biết điểm yếu của ta. Ngươi sẽ trở thành bữa ăn của ta. Ngươi nhắm vào ta không quan tâm. Nhưng ngươi nhắm vào những người xung quanh ta. Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa? Ta sẽ quan tâm sau. Đối thôi, ta mà ăn no thì ngươi sẽ là kẻ thua cuộc. Ngươi đừng hòng hại người khác. Ngươi vẫn còn lo lắng cho con người sao? Ngươi hãy rời khỏi thân xác cậu bé đó và từ bỏ đối đầu với con người đi. Đừng có mơ. Ngươi đứng yên đó cho ta. Nếu không thì thằng bé này sẽ mất đi nhiều thứ lắm đấy. Ngươi có thể chọn mạng sống của mình hoặc hy sinh chính mình cho thằng bé. Hay lắm, Gillian. Mobius, ngươi dám nhốt ta vào cái nơi tăm tối này sao? Ta sẽ quay lại trả thù. Bị quỷ Kanagi chiếm hữu, nhất định sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Nàng đưa thằng bé về nhà chăm sóc đi. Tên quỷ Kanagi này sẽ tìm cách dụ dỗ và chiếm đoạt cơ thể người khác. Ta sẽ đem cái bình chứa này chôn thật sâu trong rừng để không ai có thể tìm được nữa. Ta không mong ngươi nhắm vào con người thêm một lần nào nữa. Mobius, Glad tỉnh lại rồi. Thằng bé không sao chứ? Không hẳn là tốt lắm. Ý nàng là sao? Thì thằng bé nói nó vẫn nhớ một phần ký ức của con quỷ đó. Cho nên nó còn nói rằng quỷ dương tiền nhiệm sắp trở lại rồi. Quỷ dương cha ta. Mau quay về thôi. Ta linh cảm có chuyện không lành rồi đó. Mobius, lòng nhân hậu của con người sẽ khiến cho người hối hận đó. Chiến tranh ẩn sau những ánh lửa tráng lệ chỉ có sự đau khổ và mất mát. Nhưng từ những mất mát đó, có những con người dám đứng lên chiến đấu
và trở thành những người được cả thế giới biết tới. Đó chính là thời thế tạo anh hùng. Chiếc nhẫn đó đâu? Ừ, nhẫn, ngươi vừa mới phá hủy nó rồi đấy. Mười năm sau, chiến tranh qua đi, tại một làng quê thanh tịnh. Ồ, Melin, Melin, Melin à? Hả? Melin, con vẫn quyết tâm gia nhập vào quân đội hoàng gia hay sao? Hả? Hả? Ôi, một đứa trẻ như con, đến cây gậy còn không cầm chắc, cố gắng như vậy để làm gì? Chẳng thà con theo ta tập trung học dì thuốc, nếu có chiến tranh, chúng ta chẳng phải cũng rất quan trọng hay sao? Hay là con chê ta nghèo, nợ nần các thứ, không có tiền cho con đi học. Năm xưa ta tìm thấy con nơi chiến trường cháy lửa, đâu phải để con liều lĩnh chiến đấu đâu cơ chứ. Hãy biết quý lấy sinh mạng của mình, Melin. Thôi được rồi, trời cũng đã tối rồi, chúng ta về thôi, đồ ăn ta đã chuẩn bị hết rồi. Hả? Có lẽ ông không biết, đây là những kỷ niệm cuối cùng của mình với cô gái nhỏ. Melin à, chắc con bé lại đi rèn luyện các thứ rồi. Melin, ta đi ra. Gửi ông Adrian, con rất biết ơn ông ngày ấy đã cho con một mái nhà để ở, những chiếc bánh mì cứu đói. Con biết mình không có điều kiện, ông đã phải đi dây nợ để cố gắng cho con những điều tốt nhất có thể. Con đã lén ông học chữ, cố gắng đi làm thuê kiếm tiền và trả hết nợ cho ông rồi. Ông đừng lo lắng nữa nhé. Con mang trong mình một mối thù không thể rũ bỏ, đó chính là động lực giúp con sống tiếp. Con phải sống, trở nên mạnh mẽ và tìm ra được kẻ để làm hại gia đình con bằng mọi giá. Cảm ơn ông rất nhiều. Hãy thành công nha, Melin. Đi mãi, cuối cùng Melin cũng gặp được doanh trại quân đội. Cô gái, cô tới đây làm gì? Tôi muốn gia nhập quân đội. Người lại gầy ốm yếu thế này, không cần vào đăng ký làm gì. Đừng có lãng phí thời gian và mạng sống của mình, cô đi đi. Đừng thấy tôi là con gái mà khinh thường. Đồ nhà quê, đây không phải nơi để chơi đùa. Cô gái nhỏ với ý chí kiên cường, sở hữu một đôi mắt đầy nghị lực, đi theo quân đội đúng là lãng phí. Đi theo ta nếu cô muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn. Ở đây, ngươi đừng có coi thường bọn ta. Melin đã hoàn toàn bị thuyết phục với sứ mệnh bí hiểm đó. Cô quyết định đi theo người đàn ông này. Khá lắm, không bỏ cuộc giữa chừng. Qua. Ta còn nghĩ là cô không nói được cơ chứ. Ta thấy trong mắt cô có một khao khát vô cùng lớn. Cô tìm kiếm điều gì ở trong quân đội? Thưa ngài, tôi chỉ có một ham muốn, đó chính là có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quân đội tôi có thể học được nhiều thứ, có thể tiếp cận nhiều người tài giỏi, nhiều cơ hội để trở nên mạnh mẽ. Rất tốt, tham vọng rất lớn, ta rất thích. Khi nãy tôi thấy ngài có thể đánh bại hai tên lính đó chỉ bằng một cái ngoắc tay. Liệu ngài có thể... Từ nay gọi ta là sư phụ. Sư phụ? Hả? Dưới sự chỉ dẫn của người sư phụ già tài năng,
Merlin được học đủ loại phép thuật. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Merlin học phép cực kỳ nhanh, khiến sư phụ cũng rất bất ngờ. Hiếm khi có được một đệ tử có tài năng thiên phú như vậy, vị sư phụ cực kỳ thích thú và cưng chiều cô. Merlin được quyền đọc toàn bộ những cuốn sách và sử dụng bất kỳ pháp thuật nào có thể. Merlin, có chuyện gì mà đôi mắt của con thấm đẫm thù hận đến vậy? Sư phụ, có một bí mật mà con chưa nói với người. Lý do mà con muốn trở nên mạnh mẽ. Con muốn trở thành pháp sư số một thế giới, đủ mạnh để tìm và trả mối thù năm xưa, đánh bại kẻ đã hãm hại cha của con 10 năm trước. Kẻ đó đã khiến ngôi làng nơi con đang ở trở thành một đống quan tàn. Còn cha con cũng chẳng hề quay trở lại. Merlin. Vâng. Ta biết cha con đang ở đâu. Cũng có thể giúp con trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng trước hết, ta có một thỉnh cầu. Xin người cứ nói. Tới tòa tháp đó, đem về cho ta cánh tay thủy tinh. Nó nằm ở trên đỉnh của tòa tháp. Chỉ cần đem nó về đây, ta sẽ nói cho con mọi thứ. Con sẽ đi ngay. Hả? Có kẻ đang dám tới cấm vực, mau báo lại cho nhà vua. Hả? Tránh qua một bên, ta không muốn làm hại các ngươi. Nơi đây không có gì cho ngươi cả, cút đi. Đây chính là thứ mà sư phụ cần. Nơi đây quả thật là cấm địa đầy cạm bẫy, thế nhưng là chẳng gây ra được một chút áp lực nào tới cô bé. Ngoài trừ sức mạnh tới từ cánh tay thủy tinh kỳ lạ, thứ cực kỳ quan trọng đối với sư phụ. Dừng tay lại. Tay nào? Đây là cấm vật của Camelot, ngươi không được phép mang đi. Cấm vật? Sao lại đặt ở nơi lộ liễu thế này chứ? Các người không sợ bị cướp mất sao? Ngươi, chỉ có ngươi là người đầu tiên tới được đây mà không làm sao cả. Lạ nhỉ, ta có thấy gì khó khăn đâu chứ. Nơi đây giăng đầy bẫy và cấm chế, thật kỳ lạ là ngươi lại có thể thản nhiên đi vào mà không bị ảnh hưởng gì. Không một chút khó khăn. Hả? Camelot đã canh giữ nó cả chục năm đây, ngươi cần nó làm gì? Sư phụ ta cần nó, chứ ta không cần. Có nó rồi, sư phụ sẽ nói cho ta biết cha ta đang ở đâu. Và cả... Không được, mau trả cánh tay đó lại. Không được, ta cần biết cha ta đang ở đâu. Cảm ơn nhé. Ta còn đã không biết ra bằng đường nào. Tạm biệt. Merlin không ngờ rằng vị sư phụ của mình đã tới đây từ lúc nào. Merlin. Sư phụ, đây là... Đây rồi. Cảm giác này đã lâu lắm rồi. Sư phụ. Hắn chính là kẻ đã tàn phá vương quốc này khi xưa. Hóa ra các ngươi cùng chung một hội. Không thể nào. Dứt lời, gã pháp sư xấu xa không để cho Merlin kịp thời phản ứng. Gã tấn công và khiến cô ngã xuống đất ngay trước bức tượng anh hùng của vương quốc. Năm xưa, chính cha của ngươi là kẻ đã lấy đi cánh tay này của ta và phong ấn nó tại tòa tháp này, khiến ta không thể tiếp cận. Bản thân ta bị mất đi sức mạnh, nhưng đổi lại, hắn đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này.
hắn gần như đã lấy đi tất cả mọi thứ của ta. Một kẻ như hắn mà lại được tạc thành bức tượng như vậy sao? Hắn chỉ là một tên. Không được nói xấu về anh hùng của chúng ta. Chỉ một tên cơ hội mà thôi. Ngươi lại. Không được lại gần. Các ngươi không phải đối thủ của lão. Thông minh đó, nhưng cũng không thoát được đâu. Cô gái, giờ cô đã hiểu tại sao nó lại là cấm vật chưa? Cha, con đã tìm được kẻ hãm hại cha rồi, nhưng con không đủ sức mạnh. Merlin, Merlin, ngươi là đệ tử mà ta ưng ý nhất. Ta đã định để lại mọi tuyệt học ta có cho ngươi. Thế nhưng, thì ra ngươi lại là con gái của kẻ thù. Vậy thì ta không thể để ngươi tồn tại được. Cha, con sắp được gặp lại cha rồi. Adrisu Fonsa Fala. Hả? Cha? Adrisu Fala. Đây là... Lần này khó mà tránh được rồi. Cô gái à, cô có thể bay. Vậy thì bay mau đi. Adrisu Fonsa Fala. Cô còn chờ cái gì nữa? Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho vương quốc này. Adrisu Fonsa Fala. Hả? Không thể nào, chiếc nhẫn đó phải là của ta. Cô làm thế nào vậy? Được, nó sẽ là của ông. Pha la. Pha la. Hả? Không, không. Hả? Cử động lại được rồi. Vậy tức là hắn ta đã bị tiêu diệt. Thần tới chậm trễ, xin bệ hạ trừng phạt. Ta không sao. Trong mắt Atul, Merlin bây giờ chỉ như một cô gái nhỏ làm đường lạc lối, nhưng đã biết quay đầu về bờ. Tại sao không ra lệnh bắt ta lại? Cô vừa nói gì? Ta là tội phạm, suýt nữa đã khiến vương quốc này diệt vong. Tại sao không bắt ta lại? Không phải cô vừa cứu cả vương quốc sao? Ta biết ngươi chỉ bị lợi dụng vì những gì ngươi thiếu thốn. Hơn nữa, ta lại không muốn lãng phí nhân tài. Ngươi sẽ phải đi theo ta, thể hiện sự trung thành và hy sinh vì vương quốc này. Đây chính là sự trừng phạt. Được, ta sẽ đi theo ngài. Wow, fairy tales.